Chợ Hoa do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre tổ chức nhằm tạo điều kiện cho người trồng hoa kiểng có điểm mua bán. Tham gia chợ hoa xuân năm nay có 180 tiểu thương của thành phố và các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tết này, gia đình anh Thiên chuẩn bị hơn 2.000 chậu hoa các loại như dạn thọ, cúc mâm xôi đến bán tại chợ hoa ở quảng trường 586. Được miễn phí mặt bằng, điện, nước, gia đình anh đã chủ động giảm giá bán để thu hút người mua. Năm ngoái tại vì mình bán cái giá thị trường mình là còn lo mặt bằng này kia nữa mà mình mới bán bông giá nó cao. Còn năm nay so năm nay á là cái mặt bằng á, là năm nay nó không có mặt bằng, không có đúng tiền, bởi vì mình bán cái giá hành nó bông á nó thấp hơn năm ngoái. Cúc á là năm ngoái á, là bán 120 tới 130 một cặp, năm nay bán thấp hơn, giá trung bình là từ 80 tới 100. Năm nay thì chủ đầu tư giảm giá và miễn phí mặt bằng điện nước cho nên là cái giá bông mình cũng đồng thời cũng giảm. Nếu ví dụ như cặp bông này thì là mỗi năm là khoảng 4 triệu thì hôm nay mình sẽ giảm 1 triệu còn chỉ có 3 triệu thôi để cho bà con mình trưng Tết. Tết Giáp Thìn năm 2024 là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ tổ chức chợ hoa miễn phí cho người bán. Địa điểm tổ chức chợ hoa có diện tích khoảng 5 hecta, nằm cặp sông Hậu nên rất thuận tiện cả về đường thủy lẫn đường bộ. Từ nhiều ngày nay đã có rất đông người dân từ các nơi đến tham quan mua sắm. Không gian tổ chức chợ hoa ở đây rất là thoáng mát, rộng rãi và thuận tiện cho việc mua sắm. Và đặc biệt là tôi thấy là giá cả rất là hợp lý. Chợ hoa sẽ phục vụ người dân đến ngày 9 tháng 2 nhằm 30 Tết. Riêng các hộ bán kiểng có thể trưng bày đến hết tháng Giêng âm lịch.